Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 7 giờ 30 phút buổi tối của ngày 24 tháng 8 năm 2022, tức là 19 giờ 30. Hôm nay thì đã có cái lễ viếng của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Có thể chia sẻ với các bác thế này. Cái này thì hỏi trực tiếp người dân Hải Phòng thì rõ nhất. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nguyên là người con của đất Hải Phòng và có thể nói Hải Phòng đã phát triển một cách vượt bậc và toàn diện trong cái thời mà ông Lê Văn Thành làm chủ tịch cũng như làm bí thư thành ủy. Chính vì thế mà ông khi mà làm Phó Thủ tướng thì thật sự tôi rất là kỳ vọng. Nhưng rồi cuối cùng thì các bác có thể thấy rằng là trời không chiều lòng người. Chị Hiền cũng là một người đất Hải Phòng và có nói với tôi rằng là tại sao người tốt lại ra đi sớm thế, còn một số kẻ ác tại sao mà họ lại sống lâu như thế. Để nói rằng là cái này hỏi người Hải Phòng thì biết rõ nhất, thì trong quãng thời gian khoảng 7 năm Hải Phòng phát triển một cách toàn diện và có thể nói như tôi chia sẻ với các bác cách đây khoảng khá là lâu rồi, thì tôi nói rằng là nhiệm kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính là chưa có một vị thủ tướng nào mà khó khăn như thế, báo cáo bác, bởi vì cực kỳ khó khăn luôn. Và bởi vì ngoài cái việc mà đại dịch lúc đó thì đang rất là rất là khốc liệt, đã phải thay đổi phương cách chống dịch. Thế rồi sau đó là còn cái gì nữa? Đó chính là cái việc mà Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã bị bệnh và không thể, gọi như là một cánh tay phải đắc lực thì lại lúc đó không thể làm được nữa. Cho nên rất nhiều dự án đã phải chạy đua với thời gian. Và xin thưa các bác rằng là rất là đáng buồn. Đây là một cái mất mát lớn nhất đối với không chỉ của Hải Phòng mà đối với cả Việt Nam. Bởi vì khi mà các bác để khi mà Phó Thủ tướng còn tại vị và làm việc thì gần như là bất cứ cái điểm nóng nào thì đều có mặt của Phó Thủ tướng hết. Và các dự án được đốc thúc rất là quyết liệt, báo cáo như vậy. Rất là quyết liệt. Đó. Tôi lấy ví dụ như là có rất nhiều những cái mà ví dụ như là Phó Thủ tướng nói về các dự án về sân bay Long Thành và một cái tên mà xin thưa các bác rằng là một cái tên mà tôi hay nhắc trong gần đây, đó là công ty ACV hay rằng là về Long Thành, thì Phó Thủ tướng đã đặc biệt quan tâm và có những cái lời nói và những cái chỉ đạo hết là sức quyết liệt. Ví dụ thế này, các bác có thể thấy đối với sân bay Long Thành này thì Phó Thủ tướng đã nói rằng là đây là công trình trọng điểm. Ai mà làm chậm, làm ảnh hưởng tiến độ thì đứng ra ngoài để người khác làm. Đứng ra ngoài để người khác làm. Thế mà bây giờ các bác có thể thấy rằng là so với mốc tháng 8 thì khả năng rất khó. Hôm trước thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói rằng là bắt buộc phải khởi công trong tháng 8. Nhưng mà định khởi công vào hình như mà ngày hôm nay, nhưng cuối cùng là rời lại. Không biết tháng 8 có khởi công được hay không. Nhưng cái quan trọng là khởi công đúng hẹn là một chuyện. Còn nhiều chuyện khác thì Phó Thủ tướng cũng nói thẳng luôn đó. Ví dụ như là có những thời điểm không chấp nhận cách làm túc tắc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư, tức là ACV đấy, ACV là đổi mới tư duy cách làm và gọi rằng là đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành. Ông còn khuyên rằng là các đồng chí mà cố gắng để mà giữ cam kết làm ra. Và không chỉ đốc thúc thì Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các đoàn công tác chính phủ đã trực tiếp kiểm tra thực địa của cảng hàng không quốc tế Long Thành tại Đồng Nai. Và cuộc họp thì nói rằng là nếu nhà thầu thiếu gì thì bổ sung, chậm thì thay ngay, tiến độ triển theo 3K và tuyệt đối không để tình trạng ngừng và gián đoạn thi công. Và nhấn mạnh rất kỹ về cái việc mà lợi ích nhóm, câu kết nào kia. Thế chúng ta có thể thấy. Cho nên, ấy, tại sao mà trên Facebook của tôi, ấy, để nói về Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, thì tôi đã phải dùng, mặc dù nhân vô thập toàn, nhưng mà tổng kết lại vẫn là một cái nhân vật mà dám nghĩ dám làm. Bởi vì khi mà nhận tin Phó Thủ tướng bị mất ấy, qua đời ấy, thì tôi đã nói rằng là
Biết dù biết bác ốm từ lâu nhưng vẫn ngỡ ngàng tưởng bác có thể qua khỏi. Thế mà bởi vì thật sự chúng ta nhìn nhận có thành tích thì thấy rằng là rất hiếm, nhưng mà Phó Thủ đã làm được rất tuyệt vời. Thế cho nên ấy, liên quan tới dự án ACV và sân bay Long Thành thì là một trong những cái điều tâm huyết nhất của Phó Thủ Lê Văn Thành. Tôi chỉ mong rằng là dự án này là thứ nhất là đúng tiến độ đề ra, cái thứ hai là không để thất thoát lãng phí, không để lợi ích nhóm chen vào, bởi vì đó mới là những cái để mà tiến độ nó không được hoàn thành đúng hạn. Cái này thì chắc là bên ACV với cả là các chủ đầu tư thì đều biết rõ là Phó Thủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo rất nhiều lần. Bởi vì một trong những nguyên nhân để mà gây chậm tiến độ đó chính là cái việc không chỉ là thủ tục dề dà rồi nọ kia vân vân đâu, đó chính là cái việc mà cố để chen cái lợi ích của mình vào trong cái sân bay, rồi cách làm không khoa học, không công khai minh bạch, để từ đó khiếu kiện kéo dài, thì lúc đó nó mới làm chậm tiến độ. Mà khi đã làm chậm tiến độ thì chậm một ngày tức là thiệt hại một ngày, đo đến được bằng tiền luôn, tiền lãi ngân hàng, tiền trả nhân công vân vân, rồi thậm chí là thậm chí phải bổ sung thêm cả vốn. Chậm tiến độ một ngày thì là thiệt một ngày, mà chậm tiến độ thì không phải là mức độ khởi công, là mốc khởi công mà là mốc hoàn thành. Cho nên rất nhiều dự án ở Việt Nam á, là người ta hay lấy mốc khởi công ra, phải khởi công đúng hạn, nhưng mà cuối cùng hoàn thành là đúng hạn hay không thì chưa biết. Chúng ta nhìn sang nước bạn Trung Quốc. Đó. Chúng ta nhìn sang một số dự án khác, họ nhiều khi họ chỉ xây một tòa nhà, xây một vài cái trong vòng có khoảng 1 năm, 2 năm là xong. Có những công trình của họ là chỉ trong vòng có 6 tháng. Bởi vì họ nghĩ nhiều, và trước khi khởi công, ngay cả những tập đoàn lớn của Việt Nam, có những khách sạn đến cả mấy trăm phòng nhưng chỉ xây trong vòng có 9 tháng. Bởi vì những cái gì quyết là quyết ngay từ đầu, và khi đã triển khai lúc đó chỉ có làm thôi, không bàn nữa. Để từ đó mà các sân bay này hay là những cái công trình ấy, trọng điểm ấy, là được đưa vào hoạt động ngay lập tức. Lúc làm, chúng ta gọi là một người lo thì bằng kho người làm. Cho nên là chỉ có cái công khai minh bạch, chỉ có cái là chúng ta gọi là trong veo, công khai minh bạch trong veo. Không có động cơ vụ lợi cá nhân gì, hoàn toàn vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Không ai có thể chen được vào, và cứ thế đàng hoàng mà làm, không giấu giếm. Thì từ đó mới không xảy ra khiếu kiện, từ đó mới không xảy ra những cái mà chúng ta cho rằng là khuất tất. Từ đó chúng ta mới thấy rằng là mọi thứ được triển khai đúng theo cái nhịp của nó. Và lúc đó thì dự án mới lâu được. Nó mới không bị lãng phí. Nhiều khi mà các bác hỏi rằng là giữa tham nhũng và lãng phí thì cái nào hại hơn? Thì xin thưa các bác rằng là lãng phí. Tham nhũng nhiều khi họ ăn được mấy đồng thôi. Nhưng mà lãng phí thì nhiều khi rằng là nó hàng nghìn đồng. Chỉ có như vậy. Tôi chỉ nói qua chia sẻ các bác như vậy. Có một số đoạn phát biểu của bác Thành. Nhưng mà thật sự bởi vì quãng thời gian quá lâu mà bác ý không xử lý cái việc gần sân bay Tân Thành ấy. Bởi vì là bị bệnh ấy, thì tự dưng sân bay Tân Thành, Long Thành lại có nhiều cái vấn đề, cho nên là bác mất thì là một cái điều có thể nói rằng là rất đáng tiếc đối với Việt Nam. Cái này các bác đừng nói rằng tôi tô nọ tô kia, các bác hãy hỏi thẳng người dân Hải Phòng. Đây người dân Hải Phòng người ta mới trả lời một cách rõ nhất cho các bác. Đúng rồi. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.